Dạ vâng, xin chào tất cả quý vị. Vẫn là hình ảnh này của anh Dương. Thì hôm bữa em cũng có hỏi anh là anh Dương ơi thích đi làm thiện nguyện không, thì anh cũng rất là vui và anh thích đi ấy. Thì hôm nay em đi phát gạo như là phát thêm thực phẩm cứu trợ cho bà con, thì em cũng có rủ anh Dương đi. Đấy, anh Dương ơi, chào bà con đi anh Dương. Đấy thì đây anh Dương bữa giờ vẫn mặc cái bộ này hả? Mấy ngày hôm nay rồi. Đấy, anh mặc cái đấy vào đi, anh biết mặc không? Đó, kéo cái đấy xuống. Đấy, trước khi đi thì cũng phải mặc áo bảo hộ để đảm bảo. Thì như anh Dương chia sẻ đấy, thì anh Dương cũng thích đi làm thiện nguyện. Anh cũng rất hay đi chùa đọc kinh. Đó, cho nên là chắc chắn là những cái vấn đề mà đi làm cứu trợ bà con như thế này thì anh Dương rất là thích, đúng không anh Dương? Anh Dương quay đây em chụp tấm hình này anh Dương. Ngẩng mắt lên nào. Oh, hay quá. Rồi, anh đeo cái bao chân thêm vào đi anh. Không rồi, anh thế cũng được, thế cũng được. Đây là có cái mắt kính này, anh đeo mắt kính vào luôn. Ôi trời ơi, sao mà xui quá. Anh em mình đi phát bằng gạo cho bà con mà gặp mưa mọi người ơi. Gặp mưa mất rồi. Ôi, rất là xui. Ở cái đấy để tí nữa mình tới nơi mình đeo được anh Dương ơi. Em với anh Dương đang đi để cứu trợ cho bà con ấy. Thì gặp mưa. Đó, thì hôm nay thì cũng có mua một ít thực phẩm cũng như là sữa. Đó, để tới cứu trợ cho cái dãy phòng trọ ở kia. Đó, thì anh em đang đi mà gặp mưa lớn quá nên là phải vào trú. Đây, mọi người thấy hôm nay anh Dương có khác gì không? Đó, thì cũng để đảm bảo nên là phải mua cho anh Dương bộ đồ để mặc vào cho nó yên tâm. Đó. Thì một chút nữa tới khu vực dãy trọ thì em sẽ quay tiếp cho mọi người ạ. Chào bà con. Thì em cũng được biết thông tin là ở đây là có một số dãy trọ cũng khó khăn đấy, là mấy tháng rồi là không được cứu trợ gì. Thì cũng có chị Nga đây, chị có liên hệ. Thì hôm nay thì em cũng qua rồi, có chuẩn bị gạo và thực phẩm rồi. Thì một chút nữa sẽ vào phát. Nhưng mà trước tiên thì em chào chị Nga ha. Chị Nga ơi, chị có thể là chia sẻ cho em biết là ở đây dãy trọ của bà con ấy là gặp khó khăn như thế nào, và trong suốt những cái tháng ngày mà không đi làm như vậy đấy thì bà con mình ăn uống ra làm sao? Nói chung là phường xã thì cũng có hỗ trợ như gạo thóc, rồi nếu mà có như gọi lên anh hiểu không, còn nếu không là tụi em cũng phải là cũng như sinh mạnh thường quân này nọ các cái. Vâng. Đó là thứ nhất. Thứ hai là cũng như tiền mặt đó. Em nói anh nghe, mấy tháng trời không có làm ra được đồng nào, tụi em phải điện nước rồi các cái tiền cá, cho vâng. Nên tụi em buộc phải cái gì cũng vậy, mình đâu vâng. Có làm ra tiền đâu, phải xin như này như nọ vâng, để vâng. Có mà trang trải cuộc sống mấy tháng trời. Vâng. Và vâng, bữa giờ là không được cứu trợ gì, vậy cái tiền mà thất nghiệp này kia thì anh chị có được nhận không? Dạ, cái tiền mà trợ cấp á, có người có người không. Vậy hả? Dạ. Bà con ở đây là thường thường là họ làm công việc gì vậy chị? Dạ, nói chung là cũng đủ nghề hết ạ. Vậy hả? Dạ. Như chai nè, bán vé số nè, thợ hồ nè, bảo vệ nè, tâm lý nghề. Vâng. Dạ. Vâng. Chị Nga thì chị làm công việc gì? Em hả, lúc trước là chồng em chưa mất á, thì em là làm buôn bán thôi, mà bây giờ mấy tháng nay là chồng em mất rồi, mới mất đây 5 tháng thôi. Thế hả? Thì là cũng như chưa có làm được gì hết. Ồ, vậy dạ. Hả? Anh bị sao mà mất vậy chị? Anh bị ung thư. À, vậy hả? Ung thư phổi em. Vâng. Nói chung là chị nói em nghe câu gì mà phổ thì người ta mới sinh, không phổ không ai sinh. Dạ, vâng. Nói chung là cái mùa này là cũng như toàn thế giới rồi. Vâng. Chứ không phải riêng gì nước Việt Nam. Vâng. Ai cũng khổ. Dạ. Nhưng mà nói chung là nước Việt Nam mình là cái Sài Gòn này là nặng nhất. Vâng. Dạ. Nên là khi mà chị chia sẻ với mấy vâng. Em để mấy em cũng như gọi mạnh thường quân cứu trợ cho đồng bào mình. Vâng. Gạo
nước mắm, nước muối, nước cả cái gì cũng phải cần tiền để có, để mua được. Vâng. Đó là thứ nhất. Thứ hai, điện, nước, cát, cái gì cũng cần phải có tiền. Còn mấy tháng nay, em hỏi anh, ví dụ nhà nước hỗ trợ 1,5 triệu được không? Chỉ là trang trải bớt được phần nào gánh nặng thôi. Em thấy đúng không? Vâng. Đâu có đủ. Chỉ trang trải được phần nào gánh nặng thôi. Chưa tính là nhà, ví dụ 3-4 người, đâu có đủ thôi. Vâng. Ở đây thì chắc là bà con nào cũng nợ tiền phòng mấy tháng rồi chị hả? Chị nói em là cái gì cũng vậy. Vâng. Em, mình phải xin người ta như trả từ từ, mai mốt ví dụ là rồi có gì trả đồ bù. Vâng. Mà chị hỏi em đúng không? Chứ bây giờ đâu có đâu. Dạ. Tiền đâu mà đóng tiền phòng. Vâng. Thì em cũng đi làm nhiều thì em cũng hiểu. Ừ, thì đa phần là bà con đều nợ 3-4 tháng hết. Thì chị nói em là vậy đó. Vâng, cho nên là đôi cái khi thì cái khổ nhất vẫn cái là bà con hết rồi. Vâng, nhưng mà khổ nhất vẫn là bà con công nhân. Dạ, bà con mà làm tự do ở trọ là khổ nhất. Đó, nên là bà thì con đó, chị muốn chia sẻ như vậy để em cũng như có kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ được bà con thì giúp. Vâng. Đó là vậy. Dạ, thì nói chung là lá lành đùm lá rách. Vâng. Đó, và cũng như tình người với nhau. Dạ. Đó. Vâng. Đó thì nói chung là cũng khá là may mắn khi mà chị chắc chị coi kênh YouTube của em hả? Ờ, đúng rồi, chị coi trên mạng em. Vâng. Đúng rồi, em nói đúng chính xác. Dạ, trong kia nhìn thấy em đẹp trai hơn. Tại mà bữa nay đi ngoài đường nắng nôi quá nhìn nó hơi tàn. Dạ vâng. Đó thì thôi thì em cũng cảm ơn chị Nga nãy giờ chia sẻ, thì bây giờ chị có thể dẫn em vào từng gia đình để em hỏi thăm một chút được không? Rồi rồi. Con chào chú. Dạ. Vâng, con xin tự giới thiệu, con là Thắng đấy chú. Dạ. Dạ thì chú ấy ở đây là chú với lại cô là con ở với ai nữa không? Bà già. Không có vợ con. Có hai vợ chồng chú hả? Dạ, bà già. À, đây là mẹ chú. Mẹ. À vậy hả? Chú làm công việc gì vậy chú? Phụ hồ. Phụ hồ hả? Dạ. Dạ. Nhưng mà chú cũng lớn tuổi rồi mà đi phụ hồ cũng cực khổ chú ha. Dạ đúng rồi. Vâng. Mấy tuổi vậy? Dạ. 42 vậy. Nhiều khi con thấy là các cô chú lớn tuổi rồi á, nhưng mà cuộc sống nó quá khó khăn. Dạ. Vẫn phải đi làm hồ, mình làm những cái công việc nhẹ nhàng thì nó đỡ. Dạ, con chào bà. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi bà? 1949. Là cũng khoảng 7 mấy rồi. Vâng. Dạ thì hôm nay đấy thì cũng được biết thông tin là chị Nga, chị cũng có gọi cho con. Dạ. Thì nói là ở đây là dãy trọ bà con là khó khăn quá. Dạ. Thì con cũng hôm nay quay lại đây thì trước tiên là để thăm hỏi bà con ấy, thứ hai là cũng có một phần quà để gửi tới cho các cô chú anh chị ở đây. Hôm nay em lại tiếp tục sử dụng cái số tiền của nhóm chị Ngọc Thảo. Trong nhóm thì có chị Yến Trương, chị Ngọc Diễm, chị Lan và chị Hồng Thắm. Thì ngày hôm nay em cũng xin phép là các chị là em sẽ sử dụng cái số tiền của các chị gửi cho em để mua gạo cũng như là mua thực phẩm cho bà con ạ. Thì chú ơi, thì hôm nay thì con cũng có một phần quà là đây là con có mua trứng cũng như là mua cá cho mình, và kèm theo đó là sẽ 10 kg gạo nữa, để cho mỗi một phòng là 10 kg gạo. Dạ. Rồi chú cầm dùng con ha. Rồi. Đây là cái phần quà của chị nhóm chị Ngọc Thảo á. Cô chú có lời cảm ơn gì không? Dạ, cảm ơn. Dạ. Dạ rồi. Rồi chào chú ha. Dạ. Mình là ở đây hả chú? Chú năm nay nhiêu tuổi rồi? 63. 63 rồi. Mình làm công việc gì vậy ạ? Làm bảo vệ. Làm bảo vệ hả? À vậy hả? Ồ. Thế chú ở đây một mình hay mình ở với ai? Vợ. Ở với vợ chú hả? À, cô đâu rồi chú? Cô ra ngoài đường. Dạ, vâng. Thì thôi chú ơi, con cũng có một phần quà gửi cho chú ấy, là trứng với lại cá. Đó, thì với lại là một bao gạo 10 kg. Con gửi cho chú ha, để mình vượt qua cái giai đoạn này. Thì đây là cái số quà của Mạnh Thường Quân á, nhóm chị Ngọc Thảo. Chú có lời gửi lời cảm ơn gì không? Rồi, anh gửi lời cảm ơn chị Ngọc Thảo. Rồi, gửi lời cảm ơn chị Ngọc Thảo và tất cả anh em luôn. Vâng, dạ rồi. Em ơi, ra đi. Rồi, em chào chị nhá, em chào anh chị. Mình chuẩn bị cơm chưa? Dạ. Vâng. Ở đây là hai vợ chồng với lại là một cháu nhỏ à, con chị hả? À, hai bé. Hai đứa. Dạ. Ủa chị, công việc của hai vợ chồng mình là ở đây mình làm gì vậy ạ? À, anh làm công nhân, còn chị làm tự do. Đây, em cũng có một phần quà gửi cho anh chị ha. Đó, cá với trứng cũng như là một bao gạo 10 kg. À, thì
Đây là cái phần quà của nhóm chị Ngọc Thảo là ở bên nước ngoài á chị. À, chị có gửi lời cảm ơn gì không? Cảm ơn chị Ngọc Thảo, cảm ơn các bạn. Vâng. Dạ rồi, chúc gia đình mình nhiều sức khỏe ha. Cảm ơn em nha. Dạ dạ rồi. Vân tới để mà chia sẻ giúp bà con nghèo vượt qua khó khăn mùa dịch. Em tên Thắng đúng không? Em tên Thắng chị. Dạ em chào chị ha. Dạ. Đấy, thì em cũng gửi chị một chút quà cũng như là gạo của bên nhóm chị Ngọc Thảo. Dạ. Rồi chị ơi, ở đây là mình được mấy cháu rồi? Hai cháu hả? Đi học chưa chị? Chưa có đi học. Ờ vậy hả? Rồi, mình là quê ở đâu vậy? Em ở Cà Mau. Ồ. Nhưng mà mình lên đây là làm công việc gì? Em bán bánh ở ngoài đường á. Bán bánh hả? Ờ, thế là mấy tháng rồi không đi làm? Cũng 3 tháng mấy rồi đấy chứ. 3 tháng mấy rất nhiều, hết trơn, 3 tháng mấy luôn, đâu có làm gì được đâu. Ồ, vậy hả? Vâng, thế có dự tính những ngày sắp tới như thế nào chưa? Ông ở gì quê ở luôn á. Ở quê hả? À, về quê rồi hả? Về quê ở luôn, chứ ở trên đây sao sống nổi nữa. Tại vì em thấy rằng là để đi làm lại cũng khó, bây giờ chắc nó phải dai dẳng mấy tháng nữa. Đó, làm ghê, sợ là mình đi không được, có thêm giấy tờ này kia. Vâng. Là nó phạt rồi làm sao. Vậy là bây giờ là cứ sống tạm một thời gian nữa, vài bữa nữa mà vẫn giãn cách là sẽ về quê. À vậy hả? Rồi rồi, chúc gia đình nhiều sức khỏe nhá. Dạ dạ rồi. Cái này gạo. Còn đây nữa hả? Dạ. Rồi em chào chị. Rồi. Gia đình mình chuẩn bị cơm tối chưa? À. Rồi. Thì rồi. Dạ. Mình làm công việc gì vậy chị? Công nhân. Công nhân hả? Chị quê ở đâu? Ở Cam Ranh. Cam Ranh hả? Khánh Hòa. À. Rồi thì em cũng có phần quà là cá với trứng cũng như là gạo em gửi chị ha. Rồi, chúc gia đình nhiều sức khỏe nha. Rồi, rồi. Là mình làm công nhân hả? Dạ. Anh ở đây mình hay sao? Vâng. Thì bữa giờ là thất nghiệp trong mấy tháng rồi, cứ ở nhà suốt hả? À, đúng rồi. Rồi thì thôi, em cũng có phần quà gửi cho anh á, có gạo với lại trứng với cá. À, con chào cô ha. Dạ. Cô có dịch cháu. À, cô đang coi cháu hả? Dạ, cô ở đây mình hay sao vậy cô? Con đi làm. À vậy hả? Vâng. Trong cháu em. Ờ. À, thì thôi con có phần quà gửi cho cô ha. Dạ dạ. Cảm ơn cô. Dạ dạ rồi rồi. Dạ. Nay đi vui không anh Dương? Vâng. Thấy đường đứng này. À, thì mỗi người một bao gạo. Dạ mỗi người một bao gạo ha. Đó. Bà con ơi, đứng xa ra giùm em đi, không công an nó bắt bây giờ. Cô ơi, cô đứng xa ra giùm con đi cô. Hôm nay là bị thất bại à? Bây giờ bà con ùa ra đông quá, mà cái số lượng báo thì chỉ có 20 phần thôi, mà bà con ùa ra đông quá không biết như thế nào luôn. Không cô ơi, tại vì ở đây là những cái dãy trọ ấy, là người ta thông báo rồi, con chỉ đưa đúng cái số lượng như vậy thôi. Dạ.
Rồi thì nói chung là hôm nay cũng hơi loạn hết lên, chẳng biết thế nào đây. Chào chị Công Thảo. Rồi cảm ơn mọi người, chúc em nhiều giờ và sức khỏe nha. Dạ dạ. Vâng. Chị cảm ơn em nhiều nha. Chị ơi sao hôm nay tự nhiên bà con ở đâu ùa ra nhiều với chị Thảo? Chị nói em nghe hồi nãy bà con nghe cái tin đó là em có phát về quà từ thiện dưới đâu chùa dưới đây. Vâng. Ừ, cho nên bà con nghe bà con đi lên. Đấy hả? Ừ. Tại vì thật sự thì hôm nay em cũng tin lành đồn xa lắm. Vâng. Đó, nó là vậy. Thì em cũng thấy bất ngờ quá, bảo là chị xin em có 20 phần nhưng đúng. Mà bà con tới đông quá nên đúng. Là mình phát không hết được ấy. Ừ. Nên là cũng mong là bà con thông cảm, tại vì cái này là rồi, bên chị bên chị Nga có liên hệ là chỉ có 20 phần thôi. Đúng rồi. Thế mà bây giờ là nhiều cô bà chú tới ấy, không có. Tin lành đồn xa quá, nói bên Thắng Mạnh Thường Quân của chị Ngọc Hải nè tới chia sẻ với bà con. Vâng. Giúp bà con nghèo vượt qua khó khăn, cho nên bà con nghe vậy chạy tới đông. Vâng. Đó, chị nói em như vậy đó, tin lành thì đồn xa lắm. Dạ. Đó. Thế là đôi khi giờ thấy nhiều cô chú không hiểu á, cô chú trách chị thì đó. Cô chú trách á. Chị nói em có mấy người bên chị không có đâu. Vâng. Chị nhìn là chị biết đó. Bây giờ sao rồi? Dạ. Đó chị hai em thấy đó. Thật sao sự là hôm nay thì người ta thấy người ta ấy, nói chung là ai cũng khổ người ta mới sinh thắng thôi. Vâng. Thì em cũng mong là bà con hiểu, tại vì cái số lượng nó chỉ có vậy thôi. Rồi. Nhưng mà bà con ùa ra chứ bây giờ mình dù biết là bà con khổ bà con mới đúng cần rồi, nhưng mà nhiều bà con không có thì bà con buồn bà con trách chứ. Đó. Đây là cũng mong là bà con thông cảm. Rồi. Nếu mà thôi thì để đợt sau nếu mà ấy thì em lại lên em hỗ trợ bà con tiếp. Đúng vâng, thôi chứ bây giờ. Bây giờ chị thay mặt bà con ở xóm nghèo này xin chúc cho chị Ngọc Hải và mấy em được dồi dào sức khỏe ha, để con mà có con đường mà tiếp tới. Vâng. Ủng hộ bà con, chia sẻ với bà con vượt qua khó khăn mùa dịch. Vâng. Dạ rồi. Thì thôi em cũng chúc chị nhiều sức khỏe, chúc các anh chị ở đây gặp nhiều may mắn trong rồi, thời gian chị tới. Cảm ơn bà con. Dạ, thay mặt bà con cảm ơn em. Dạ, chị dạ, Hải, dạ, 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 vâng, chị Ngọc Thảo. Chị Ngọc Thảo ha. Dạ, dạ, rồi, rồi, em chào mọi người nhé. Dạ, dạ. Dạ vâng, thưa mọi người thì vừa rồi em cũng đã phát trong mấy chục phần ở đây. Tuy nhiên thì tại vì hôm nay thì bà con biết cái thông tin là phát quà bà con tới đông quá. Cho nên là đôi khi có nhiều người là họ không nhận được. Đó nên là cũng mong là bà con thông cảm. Và cũng khá là buồn khi mà cái sự mà mình phát quà nó hơi lộn xộn một chút ấy. Hơi lộn xộn một chút nên là cũng mong bà con thông cảm. Thì em sẽ cố gắng em làm tốt hơn trong những cái lần sau. Thì đôi khi là nhiều khi là người ta khổ quá người ta mới như vậy mà. Nãy giờ bà chưa lấy gạo hả? Trời ơi, nó đâu cho mới giải người trẻ không có một hộp gạo nào. Ừ. Rồi à. Tiền á bà không có tiền. Con bà thì... không có tiền cái giỏ bà. Vâng. Cao quá. Bà không có tiền mua thuốc. Nãy nó nghe ra cho tiền mở ra. Cho nên bà mới hồi nãy em này nói là em này nói có nhân cách không có được cái bà đi về giờ bà lên nữa nghe nói là có phát gạo bà đi nữa. Không thì cô ơi để con nói cho cô này nhỉ. Tại vì con ở đi phát là đi con phát đi mấy cái dãy trọ ấy là có một chị xin bao nhiêu phần đó. Ủa sao vậy cô? Không, cái giờ cô đau. Cô đứng lâu cô đau quá. Dạ. Chân cô bị sao? Nó bị cái chất nhờn đau khớp á. Vâng. Thì để thôi con lại đây đi, lại vâng. Cho bà vịn cái xe mới được. Vâng, thì không bà vịn vô xe này đi. Dạ. Thì cô ơi, thì vừa nãy cô cũng thấy rồi đấy. Tụi con chỉ có khoảng 20 phần quà để cho cái dãy trọ ở đây. Nhưng mà thì con cũng chẳng biết là cô ở đâu. Thì tại vì cái bên chị Nga chỉ có liên hệ với con là chỉ có 20 phần cho bà con ở dãy trọ đó thôi. Thì con cũng chỉ mang 20 phần nhưng mà đùng một cái là bà con ở đâu ùa lại nhiều quá. Nên là có những người mà họ không nhận được. Đấy, cho nên là cô cũng thông cảm cho con ha. Thì thôi bây giờ như thế này cũng đã như vậy rồi thì con gửi cô con cho cô 200.000 nhá. Con cho cô 200.000 để cô mua thì cô mua nhá. Rồi. Mua gạo mua thuốc uống không có gì. Con gửi cho cô 200 ha. Rồi cảm ơn con. Dạ. Cảm ơn con. Thằng này nó la đó, nó
Thì bây giờ cô cứ bà con cứ kéo ra đây thì công an người ta phải hỏi thôi. Tại cô cứ kéo ra đây mà. Thôi cô về cô nghỉ đi. À, anh Dương ơi, từ sáng giờ thì anh em mình cũng phát khoảng 2 dãy trọ. Buổi trưa một dãy, bây giờ chiều chiều một dãy. Thì anh Dương thấy vui không? Anh Dương có thể cho em xin cái cảm nhận được không? Đúng rồi, thấy cái, vui. Vui. Rồi anh Dương bỏ khẩu trang cho bà con nhìn lại phát nào. Rồi, kéo xuống này thôi, kéo xuống thôi. À, hôm nay là dâu ria là cạo gọn gà rồi hả? Đấy thì anh Dương thấy cái công việc này nó có ý nghĩa không anh Dương? Mình thích không? Đúng rồi, có ý nghĩa. Vâng. Thích đi làm cái này. Thích cái hả? Thì hôm nào đi tiếp không? Kêu là đi rồi. Vâng, nếu mà hôm nào mà em đi phát nữa em lại rủ anh Dương đi nha, cho okay. Vui nha, anh em mình đi cho vui. Thì làm cái này được tốt. Vâng. Đôi khi thì tại vì anh Dương khó khăn rồi, anh Dương hiểu cái cảm giác bà con mà bây giờ là không có cái ăn nó như thế nào, đúng không anh Dương? Đó, cho nên là mình đôi khi thì có thể anh Dương bây giờ cũng chưa khá giả bằng ai. Đó, nhưng mà thôi thì anh Dương cứ đi cùng em như này, mình đi cho tâm hồn nó thoải mái, anh quên đi những cái chuyện buồn, những cái mà anh bây giờ mình đang gọi là trải qua những cái giai đoạn khó khăn đấy. Mình đi như này mình thoải mái, mình quên đi, đúng không? Vâng. Thì em hồi trước em có nghe nói anh Dương là bây giờ là cái ở cái chỗ vỉa hè cũ đấy. Dạ. Là anh Dương không ở đó nữa hả? Dạ không. Tại sao vậy anh Dương? Tại vì cũng có mấy người lạ, mấy người xấu đó, vô đó. Họ sợ họ cho trộm vô á. Nhiều khi tối mình ngủ rồi đồ đạc của mình á mình cũng sợ đó. À vậy hả? Là bây giờ tự nhiên mấy cái chỗ mà cái vỉa hè mà anh nằm ấy là bây giờ tự nhiên có mấy người lạ vào đấy. Người ta ngủ ở đấy luôn. Ừ. Nên anh Dương là sợ đúng không? Đúng. Thì đôi khi là những cái người mà họ cũng lang thang rồi nghiện ngập nên là anh Dương anh lo lắng. Thế bây giờ anh chuyển đi chỗ khác. Vâng. Nhưng mà chuyển đi nhưng mà dù sao thì cũng phải ấy nhá, liên lạc nhá, không lại mất tích nữa là em lại không gọi được anh. Ồ thế. Vâng, thấy tội anh Dương ghê á, bây giờ chỗ ăn chỗ ở thì bây giờ anh ấy không muốn phiền, thuê phòng cho anh ấy thì anh ấy bảo là thôi không chịu, để mấy ngày nữa anh về nhà với gia đình. Mà bây giờ thì mùa này cũng là mùa mưa, mấy ngày hôm nay thì chiều nào tối nào cũng mưa cả. Đó, thì còn bây giờ thì ở thì lại có mấy cái người lạ người ta vào đấy ở cùng, anh sợ, anh ngại và chủ yếu là sợ nữa. Những cái người họ nghiện ngập đấy, anh Dương anh rất là sợ. Cho nên là lại phải di chuyển đến chỗ khác. Đấy. Thấy nhiều cái nó rất là éo le anh Dương hả? Vâng. Thì thôi mình cũng cố gắng một vài ngày nữa xem như thế nào, thì hy vọng là sẽ cho về nhà và anh Dương sẽ về với gia đình. Đó. Chứ còn thấy bây giờ anh Dương cũng tội anh Dương quá, cứ lang thang cơ nhỡ này kia tùm lum hết, thấy tội ghê. Đó.